Kiểu này chơi xong trận bia này thì có khi cả hai đầy thương tích, nhỏ bạn đang đánh mình có hù nó một phát tới lượt mình nó đã đầy cái cơ để cho mình đánh chật. Sau một lúc chơi chọc nhau thì một đứa đã băng bó đầu còn mình đã làm băng cánh tay lại, thế mà vẫn chưa dừng lại nó chắc muốn hai đứa nhập viện luôn mới chịu hay sao ấy.